Mẫu xe Hyundai Santa Cruz 2022 một mẫu xe bán tải thích hợp chạy trên phố có giá bán từ 550 triệu đồng. Hyundai Santa Cruz 2022 là mẫu bán tải cỡ nhỏ sử dụng khung ngầm liền khối, thiết kế đẹp mắt và trang bị nhiều tiện nghi như xe CUV. Được cho ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm ngoái, mẫu bán tải Hyundai Santa Cruz 2022 mới đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của người yêu xe Việt. Với thiết kế vô cùng hiện đại, Mẫu xe có vẻ thích hợp để đi dạo phố hơn là dùng chuyên tải hàng hóa. Mẫu xe bán tải Hyundai Santa Cruz 2022 không phù hợp để đi off-road hay tải hàng nặng, như các mẫu bán tải cỡ chung. Xe sử dụng nền tảng khung gầm rời, body on frame như Ranger hay Toyota Hilux. Về ngoại hình, Hyundai Santa Cruz sở hữu ngoài thất thiết kế khá đẹp mắt tương tự như Hyundai Tucson, thế hệ mới. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp cụm đèn vô cùng ấn tượng. Cột A của Santa Cruz 2022 tạo cảm giác gọn gàng và sắc sảo trong khi cột C được thiết kế dày bản và nhiều góc cạnh thể hiện sự cứng cáp mạnh mẽ. Dàn bánh mâm của xe cũng gây ấn tượng mạnh với kích thước lớn, hoa văn năm chấu bản to. Nội thất của Hyundai Santa Cruz 2022 được trang bị tiêu chuẩn với màn hình thông tin giải trí 8 in hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Khách hàng khi mua xe có thể nâng cấp lên màn hình 10 in xe còn được trang bị thêm hệ thống an toàn tiêu chuẩn như hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo sự chú ý của người lái xe. Hyundai Santa Cruz 2022 sử dụng động cơ 4 CIL thẳng hàng, dung tích 2.5 lít tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại trên 420 Nm từ 1.700 vòng trên phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. DCT8 và hệ dẫn động 4 bánh, AVKD, khả năng kéo tới 3.500 pound, 1.588 kg. Mức giá xe Hyundai Santa Cruz 2022 được nhà sản xuất niêm yết tại thị trường Mỹ, từ 23.990 USD, khoảng 550 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.